Xin chào toàn thể anh em. Hôm nay mình xin giới thiệu đến anh em một đôi loa của Đức mình mới về. Mình sẽ làm review kỹ để gửi tới anh em tham khảo đôi loa này. Anh em nào có nhu cầu sản phẩm này xin liên hệ cho mình theo số điện thoại và Zalo ở trên tấm biển. Anh em nào thích sản phẩm nào của Hà Audio Hải Phòng cứ liên hệ, nhấc máy gọi điện là mua được anh em nhé. Đến với kênh của mình, anh em mình cho mình xin một nút đăng ký kênh để cập nhật những cái sản phẩm mới mình đăng lên hàng ngày, giúp mình có những cái động lực làm review hay những sản phẩm để gửi tới anh em tham khảo khi mua sản phẩm ở bất cứ nơi đâu. Xin giới thiệu đến anh em, đây là một đôi loa của Đức. Trước tiên là anh em nhìn thấy cái dòng loa của Đức là nó có một chiếc ê căng. Ê căng này của nó là ê căng bằng kim loại, có tem mác Heco. Ê căng này thì anh em có thể giặt giũ thoải mái được rồi. Đấy là một chiếc ê căng cực đẹp anh em nhé. Và tiếp sang chiếc bên này là một chiếc ê căng nữa, còn rất là đẹp, tem mác logo còn đầy đủ. Và tất cả các cái gioăng của nó này anh em này, cái gioăng cao su của nó này vẫn còn nguyên si hết. Đấy, mình sẽ giới thiệu cực kỳ chi tiết đôi này. Con này nó sử dụng 3 driver, một con bát 25, màng giấy gân cao su anh em nhé. Anh em ngắm các tuyến loa của nó này. Đây là các tuyến loa của nó là anh em nhìn ngắm cực kỳ là đẹp luôn. Bát 25. Màng giấy gân cao su. Anh em nhìn các cái tuyến bát của nó đẹp không? Dâu còn đầy đủ nhé anh em nhé, tất cả các dâu từ con ốc trở đi, zin từ con ốc anh em nhé, tất cả các con ốc. Và một con trung đôn, anh em nhìn các cái ốc ác của nó này, đây là con trung đôn anh em nhé. Và đây là một con tép đôn. Các tuyến loa đồng đều. Đôi này mình tuyển được một đôi về cực kỳ là đẹp luôn anh em nhé. Anh em xem cái thùng vách này, cái phiên bản này của nó là phiên bản màu đen. Các thùng vách là vuông vắn góc cạnh anh em nhé. Anh em về xem cái thông số đằng sau này. Đây là nó có 3 cầu loa, có nghĩa là một cầu 8 ôm và một cầu 4 ôm anh em nhé. Anh em thích chơi ở 4 ôm thì anh em đấu 4 ôm, anh em thích chơi ở 8 ôm là anh em chơi ở 8 ôm. Nó chơi được từ 4 đến 8 ôm. Còn cái cầu giữa này là cầu mát anh em nhé. Anh em chỉ đấu một cầu dương thôi, cầu mát này là anh em được giữ nguyên một cầu này. Và cầu này của nó là cầu 8 ôm này anh em nhìn nhé, 8 ôm đấy. Và bên này là 4 ôm này. Đấy anh em nhìn 4 ôm chưa? Và bên này là 8 ôm. Bên này cũng thế anh em nhé. Thùng vách đằng sau còn cực kỳ là đẹp luôn. Thùng gỗ anh em nhé. Và cái model của nó đây, PCD120 Heco Mazain Jack Mali là của Đức anh em nhé. Của nó là anh em này, từ thông số của nó là từ 80 và đến 120W, 4 đến 8 ôm. Con này độ nhạy của nó là hơn 90 decibel, độ nhạy rất cao, anh em có thể ghép cả đèn được. Ngoài ra anh em đánh có thể đánh được âm ly châu Âu,
Mahjong của Nhật, Bia Lơ, Sơn Xui, Đờ Lông là nó đánh được hết anh em nhé. Mà tiếng của nó hay lắm anh em, chất âm của nó cực kỳ là hay luôn. Anh em biết cái dòng Heco 450 thì con này nó là đàn anh của Heco 450 anh em nhé. Giá mình đang bán cho anh em đôi này là 8.500.000 bát 25 anh em nhé. Anh em nào thiện chí đôi này thì alo cho mình. Đôi này mình về trong tình trạng cực kỳ là đẹp, tuyển lựa được đúng một đôi trên hàng công xuống. Anh em đến với kênh của mình cho mình xin một nút đăng ký kênh để cập nhật những cái sản phẩm mới, giúp mình có cái động lực làm review những clip hay để gửi tới anh em tham khảo, tham chiếu anh em nhé. Xin chào tạm biệt anh em, hẹn anh em ở clip sau.